Ngày 13 tháng 6 tại xã Thành Yên, Đoàn Thanh niên huyện Thạch Thành phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phát động cao điểm các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được Ban Thường vụ huyện đoàn Thạch Thành triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên gồm các chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ, chiến dịch kỳ nghỉ hồng và chiến dịch hành quân xanh. Dịp này, huyện đoàn Thạch Thành và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phối hợp với Ban Quản lý chương trình vùng Thạch Thành trao tặng 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, hỗ trợ xây dựng 11 khu vui chơi hoạt động cho thiếu nhi và người cao tuổi, tổng trị giá 913,7 triệu đồng, hỗ trợ 1 triệu ly sữa trao em trị giá 20 triệu đồng. Sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên là y bác sĩ thuộc Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trực tiếp thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 250 thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo thuộc xã Thành Yên với tổng giá trị 55 triệu đồng. Trồng chăm sóc bảo vệ hơn 2 km đường cây bóng mát từ trung tâm xã Thành Yên đi thôn Thành Tân. Thông qua hoạt động tình nguyện, tạo môi trường cho đoàn viên hội viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có kỹ năng xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.